đó, mất cái xe luôn đó, cả nhà thấy chưa? Đây, đây là cái cảnh mà Bông bắt đầu Bông đi vô để Bông giành cái xe của chị Xu đó cả nhà. Đó, đó chị Xu. Đó, còn bà Bông nè. Trời ơi, sao bà sướng ghê chưa? Trời ơi. Trời ơi, coi đây, còn đây là cái cảnh mà Xu đang ngồi nhìn lại cái xe đó. Rất là buồn nhưng mà không biết làm sao. Bắt buộc phải nhường cho em Bông thôi. Còn ơi, con Xu tội ghê chưa kìa cả nha. Con Xu nằm kìa. Đi đi ra ngoài Văn, đi ra. Đi từ từ thôi, đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài để anh nói, anh giới thiệu với mọi người. Ai? Từ từ. Hello là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú cháu đi hai chân Xu xí sọn và Bông bé bỏng. Thì hôm nay cả nhà mình sẽ làm một cái clip về siêu xe của Xu và Bông. Đó, thì cả nhà có thấy không? Đây, mình vừa mới cầm xuống một chiếc siêu xe mà ngày xưa thằng trộm mà nó lấy mất á, là mình đổ lên cho Xu á. Thì sau một thời gian mà mình cất trên kho á, là bây giờ mình sẽ đem xuống, mình sẽ trao lại cái quyền mà gọi là sở hữu cái xe này sang tên lại cho em Bông bé bỏng nha cả nhà. Đây, đó, là em Bông được cái xe này nha cả nhà. Rồi, còn đây, đây cả nhà. Còn cái siêu xe mà hiện đại này nè, là của Xu. Đó, Xu ra. Ôi, rồi Xu leo lên. Đó, đó cả nhà. Đó, bởi vì á là chuẩn bị là vô năm học mới rồi. Đó, nên em Bông cũng cần phải có một cái xe để đi học. Đó, nên năm ra là chị Xu cũng đã quyết định là quyên là tặng sang nhượng sang tên chính chủ cái xe này cho em Bông nha cả nhà, để em Bông đi học. Nhưng mà tình hình á là em Bông vẫn chưa biết lái xe, nên bây giờ mình sẽ đem cái xe này ra để mình dạy cho em Bông lái, để sang em Bông đi học nha. Ok, thì sau một thời gian á là mình để liên kết cái xe của Xu với xe của Bông lại với nhau, để bây giờ á là Xu sẽ kéo cái xe của Bông để dạy cho Bông lái nha cả nhà. Thôi Xu lái đi Xu. Đó, cả nhà thấy không? Thôi A few moments later. Cả nhà, bây giờ nó phát hiện ra được nha. Cái xe của Xu mà chuyển nhượng lại cho em Bông á, lái cũng khá là tốt luôn. Cả nhà thấy không? Bông Xu ngồi nè, có gương này cả nhà. Có gương nè, đó, có tay lái nè. Đó, Bông ngồi cũng rất là thoải mái. Đó, thì bây giờ á là thôi, lái được một vòng rồi, bây giờ mình sẽ quay về nhà nha. Sau khi mà chị Xu dạy cho em Bông học lái xe về tới nhà, thì bỗng nhiên có một sự việc chuẩn bị xảy ra làm cho em Bông rất là bực. Cả nhà xem nè, 1, 2, 3. Đó, thấy chưa, bài em Bông rồi. Nè, nhìn xem cái chiếc xe mà chị Xu cho em Bông nè, nó bằng giấy, nó vừa xấu mà nó vừa thô nữa, làm cho Bông rất là bực. Bông không có thích cái chiếc xe này, nên cả nhà xem Bông chuẩn bị làm cái gì này.
Đó, cái xe là đó, là bông bắt đầu bông vứt qua một bên, bông không thèm đi nữa. Đây, tiếp tục nè cả nhà. Đó, vứt cái xe luôn. Đó, cả nhà thấy chưa? Đây, đây là cái cảnh mà bông bắt đầu bông đi vô để bông giành cái xe của chị Xu đó cả nhà. Đó, đó chị Xu đó chuẩn bị nè. Coi bị bông giành xe nè. Đây, cả nhà thấy không? Đây là cái cảnh mà em bông nhất quyết giành cái xe cho bằng được. Nhưng mà chị Xu cũng đâu có vừa. Chị Xu không cho là không cho, chị Xu vẫn nằm im trên xe, mặc cho em bông cứ sủa. Nhưng mà chị Xu vẫn quyết định là không cho đâu, xe của Xu cơ mà. Đây cả nhà, Xu vẫn cố gắng giải thích xe này là xe của Xu, còn cái xe giấy kia mới là xe của bông. Tuy nhiên kết quả cuối cùng thì cả nhà đoán xem xe của Xu sẽ như thế nào. Thì đây, đó mọi người thấy chưa, bông cuối cùng cũng đã giành được cái xe này từ tay của chị Xu, chiếm hưởng cái xe này cho riêng mình. Đó, cả nhà thấy chưa, bây giờ là Xu nằm chễm chệ rất là thoải mái trên cái chiếc xe của Xu luôn. Đó, mặc cho chị Xu nằm dưới đất. Đây 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 đây, mọi người sẽ thấy đó, cái cảnh mà bông đấy, bông chiếm được cái xe nó như đó. Còn đây là Xu. Ôi trời ơi, cả nhà thấy tội Xu chưa? Đó, từ một cái người có cái xe, cuối cùng thành người không có cái xe, nằm dưới đất. Đó, còn bà bông nè. Trời ơi, sao bà sướng ghê chưa? Trời ơi, coi đây. Còn đây là cái cảnh mà Xu đang ngồi nhìn lại cái xe đó, rất là buồn nhưng mà không biết làm sao, bắt buộc phải nhường cho em bông thôi. Còn ơi, coi Xu tội ghê chưa kìa cả nhà. Coi Xu nằm kìa. Trời ơi, mất cái xe rồi, coi Xu tội quá. Trời ơi, thấy thương thật sự luôn á. Đó, còn đây là cái cảnh mà Xu đang nằm dưới đất. Đó, trời ơi, nằm mà nhìn cái hướng mắt về cái xe đó, nhưng mà không biết làm sao trong việc, bởi vì bông đã giành mất rồi. Trời ơi, coi mắt Xu kìa cả nhà, muốn khóc luôn rồi, tội quá. Trời ơi, hình như là nước mắt của Xu đang chảy luôn á cả nhà. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, sao mà thương dữ không. Đó, trời ơi, tự nhiên có cái xe cuối cùng là bông giành mất. Ủa, chứ sao xe cổ mà bả tùm lum vậy? Sao ngã nghiêng ngã quẹo này vậy con? Ủa ơi, ủa chứ sao xe của bông mà con bảo ở đây, mà sao con đeo xe của chị Xu vậy con? Sao con nằm ở đây mà Xu? Trời ơi, ủa sao Xu, sao con nằm ở đây vậy? Sao buồn vậy con? Ngồi đây, ngồi đây mẹ hỏi. Sao? Có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì vậy? Ở nhà làm sao mà để là em Xu nằm đây mà khóc vậy con? Trời ơi, Xu khóc luôn hả? Sao liền xe đang ngồi coi? Mẹ về mày đi chợ gì mà thấy cái xe đây là nằm ở ngoài đường ngoài kia nè. Còn vô đây thấy em bông nằm trên đất, còn em Xu thì nằm trên đây. Em Xu thì nằm trên đất mà em bông thì nằm trên đây. Mà cái mặt em Xu thiệt buồn, mẹ không biết lý do gì á. Đâu, để con hỏi Xu coi. Mẹ qua đây ngồi để hỏi Xu coi. Xu ngồi nữa. Thế nào? Lý do tại sao mẹ Xu buồn, Xu nói nghe coi. Xu nói là em bông giành cái xe. Em bông nói, Xu nói em bông không chịu đi cái xe này nữa. Em bông giành cái xe này của Xu nên đâm ra là Xu buồn. Thiệt không? Thiệt. Ủa chứ mà sao cái xe của bông mà sao lại giành cái xe của chị Xu? Sao vậy bông? Bông, tại sao cái xe này của em chị Xu sang nhượng tên qua cho em rồi mà sao em không đi mà em giành cái xe này của chị Xu? Hả? Hả? Cái gì? Nói là cái xe kia xấu quá không chịu đi. Chu cha, xe nó xấu quá hả? Xu ơi, Xu. Xu nói đó là Xu cũng thích cái xe này. Chúng bây giờ sao con? Bây giờ dài mới để nhau là nó đánh nhau hoài là không được rồi. Đúng rồi, thôi ngồi xuống đi. Mẹ ơi, bây giờ mẹ tính sao đi chứ mẹ. Bây giờ nhà có mấy anh chị em mà cứ vì cái xe mà đánh nhau vậy là không được rồi. Nhà mình là phải đoàn kết chứ. Thì đúng rồi, nhưng mà thôi bây giờ để mẹ tính với dài nè, con cái được không? Dạ. Cái xe của em bông á, thì bây giờ mẹ tính là nhường lại cho em Miu. Nhường lại Miu? Em Miu một miếng. À dạ. Cái xe của em Xu xí sòn á thì nhường lại cho em Băng bé bỏng. Ôi chú cha, để con Xu đi bộ hả mẹ? Xu đi bộ nha. Vậy nếu vậy nhường hết rồi Xu đi bộ được không? Xu nó nói với mẹ là Xu nó lớn rồi, nó cũng đang có người yêu rồi, nó phải cho Xu có cái xe để lâu lâu Xu đi hẹn hò cả nhà. Bây giờ mẹ tính là cái xe của
á, em xuống xí soạn á, là nhiều cho em bong bé Bảo nó xe đây. Dạ. Rồi mình con với mẹ thì xuống nghiên cứu mua cho em xong một chiếc khác đi. Chung cho một chiếc khác luôn. Ừ, thì để cho đồng đều hết, đứa nào cũng có phòng có xe hết để dạ. Cho đổi là đánh nhau. Dạ, được ok, được chạy được ạ. Dạ được. Mừng nghe nó có xe mới là mừng hừng. Được không? Được không? Được không? Cả nhà. Chạy á là bây giờ là theo ý mẹ mình á là sẽ xuống tặng cho Su với Bông một chiếc xe nữa cả nha. Đó, chiếc xe đây là bây giờ là trao lại quyền sở hữu cho em Bông. Còn Su lại mua một chiếc xe mới nữa luôn. Ừ, đúng rồi đó, tôi tặng cho em đi để cho hai đứa có hai chiếc xe giống nhau. Cho ai mình lấy cái máy hút bụi đổ xe cho em mà để khách tặng á. Thì cả nha. Cả nha. Đúng rồi, chắc là do cái xe này á nó quê quá nên đi học bạn bè chọc Bông á, nên bây giờ là Bông về Bông không chịu Bông dành cái xe đây á cả nha. Thôi vậy thì nói chung á cả nhà, bây giờ á là cũng gần tới Tết rồi nên thôi theo ý kiến mẹ còn là cũng hay, giờ mình sẽ diện đồ cho Su Bông rồi xuống mua một chiếc xe mới nữa cho Su nha, rồi chiếc này là nhờ cho Bông lái, ok chưa? Nói chung là mỗi đứa có một chiếc là khỏi dành nhau đó mọi người. Ok, sướng không cả nhà, vậy là hai chiếc nha cả nhà.